nước mà không có là chuyện đó của ai nói. Ai lên được rồi chừng cỡ tiếng nữa à. Thấy không, bốn người quýnh cây cần nè, khổ chưa? Ai kêu không có vé, ước tiền đơn người cho vé. Có kiếm được vé, kiếm được vé không? Có. Thấy cái thằng đầu bự không á, cái thằng áo đỏ đó, thằng đó là đầu to á nha. Rồi, chúng nó đầu to nha. Bây giờ cua bắt bò bắt mình quay cho cua một clip này. Dì bắt mồi cười lên dì. Có thể zoom sát đây được không? Zoom nó, màn hình zoom bay bay nha chút xíu. Zoom ngay tay á. Làm đấy thì sao nữa?
dưới chùm nho luôn à. Quá. Rồi, rồi, con này xong rồi, con này xong rồi. Quá. Phải nhiều á. Không phải nữa. Chị cũng dành nữa chứ. Đụng vậy cái đóng ơi. Bò đó, bò đó. Đấy, được á, được á. Bảo quả. Bảo quả. Tại được á. Đấy. Bye. Bự á, lớn á. Đó là trái nhiều lắm á, qua bên đó rồi đó mà ơi. Cái ký tư đây nổi nhất đó. Mấy cây cắm nổi á. Bảy cái tư nhỏ nhất bên từ từ bắt. Qua mới đây, qua đây, qua mới đây. Chạy bên đây. Được. Chưa có vô mà đủ. Qua đi. Qua đi, qua đây được. Qua đi, tính kéo về chỗ mình hả? Rồi cắm nổi á. Dưới này nổ nha. Nổ bắt luôn, nổ á. Được đó. Cái đó. Cái được không? Cuối hồ mình chạy hồ à. Chỗ này được 6 mấy 7 ký á. Sớm giờ không tới. Chính mời ạ. Chín thằng đá rồi. Chín thằng bự á, thằng trên thằng chục á. Mười á. Mười. Ngược lại về kia đó không? À, dạ. Ngược lại về kia đó không? Rồi. Không cần được. Rồi. Cầm đây nằm anh ơi. Điều. 9945. Sao? 9945. 9945. Đứng thứ 3 sôi. Con này cũng có sôi lắm. Đủ được cái vuốt đi là được 10 kg rồi. Lớn rồi mà đậu sâu hoài nó không vô vậy. Cá nhỏ tiếng này có 24 ký mấy à Trung? Đó phải lại đó. Cá kìa quay tôi chi trời quay hoài. Cá đủ nó chưa vô bờ mà. Cá qua phải mấy anh ơi. Khoan khoan. Dưỡng dưỡng á, dưỡng á. Dưỡng. Nhiều quá.
Qua anh Trung, qua anh Trung. Cá vô thiệt mà kìa, qua đi, cá lớn á. Trời ơi, cá dày mà quay sát cá rồi mà. Rồi, cho người khác cái YouTube rồi nè. Rồi, ok. Diễn đạt 10 điểm. Ôi, cái ké rồi, không được rồi. Dạ, đẹp trai. Đúng rồi, đúng rồi. Đây cho em, ở đây cho em quay cái nhanh đi. Phải. Cái đẹp đẹp đây. Đâu vậy? Chạy trước đi, đứng đây chi? Chưa có rồi. Đây mày đang đứng đây làm gì? Cười lên. Có cảm chứ em thấy đầu anh hơi bị nhiều thẹo rồi đó. Ép luôn. Phê luôn. Mở cái khóa ra, mở cái khóa ra nè, gửi cái dây đường ta ra. Đó kìa. Kìa. Không? Ra phê không anh? Phê. Đem ra đây bóng ra đây cả lên này. Bắt bò đây đây. Thôi. Nổ à. Từ 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 đây thắng. Nổ rồi nó phải bén luôn. Ừ đúng. Số cuốn của ông Trung không Trung hết bắt bò, tôi bắt bò cho coi. Tôi đang đây cái này hên lắm mấy nha. À, anh. Cái này hai bò này hả? Gì? Bốn bò, năm bò. Cây nào cũng có bò hết á. Rồi. Đòi lại ra, đòi lại được không? À, đòi lại hả? Còn lâu. Đi
Hello. Em tên gì ở đâu tới? À, em là Thạch Sói, chuyên gia câu lóc. Câu lóc giết kìa, cạo cái đầu chọc luôn. Ủa mày bữa bò ốc. Được chưa? Giá trên đây. Cá qua em bên ơi. Điện thoại ơi, còn đâu kìa. Sao phê không anh? Phơi. Đây mày coi coi nè, phê nó làm sao anh? Phơi, nó phơi. Phơi, nó phơi.